Mình ăn tầm bậy là mình mang bệnh, mà mình nói tầm bậy là mình mang họa. Có nhiều khi á, người ta không nói là tại sao? Có nhiều cách suy nghĩ. Một, có thể mình không đáng nên người ta phải trả lời. Thứ hai, người ta thấy mình thô tháo quá, hung dữ quá, có nói lại thì mình sẽ tiếp tục mình tìm khác chữ khác, mình chữ nặng hơn. Thôi người trí không có mắc chi, nói một hai câu tự nhiên mình đi nói một hai câu với người đó, nó đâu khe, nó chửi lại mình, cái tự nhiên ở đâu mình khơi lại cho nó chửi mình tiếp. Thôi người trí không có đi phân bua chuyện đó, nhưng mà người mình là người trí, khi mình muốn nói việc gì với ai mình phải nói như thật. Chuyện gì có mình nói có, chuyện gì không mình nói không. Không, mình đừng có dựng chuyện để mình hãm hại người khác bằng cái ngôn ngữ của mình. Và thậm chí nếu mình có tức giận ai đó thì mình phải nhìn lại cái cách nói chuyện của mình. Nhiều khi mình là người lịch sự, người văn minh, người có học, những cái ngôn từ mình dùng khi mình giận, người ta cũng có thể hiểu được mình một phần nào. Cho nên người Phật tử, đã là Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo, thì mình biết rằng trong cái giới thứ tư chúng ta cố gắng tập để làm gì? Để nó trang nghiêm cái đạo đức của mình qua cái ngôn từ thôi. Quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, giữa vợ chồng, giữa anh em bạn bè, người ta còn cố gắng không chửi bới, không nói những lời thô. Cũng chi mình là đã là một Phật tử rồi, mình lúc nào cũng mặc áo tràng, lần chuỗi tụng kinh niệm Phật, hay là đi dự khóa tu nghe pháp thoại, mà đúng chuyện một cái thì mình hung hăng mình lên, nói những cái lời người ta im lặng, ta chỉ nhìn thôi. Tại vì người trí người ta không có nói nhiều, ta nhìn thôi, nhìn thấy cảm biết. Thì cuối cùng ta né. Trong bảy cái phương pháp gọi là diệt trừ phiền não, Đức Phật có dạy một cái phương pháp là né tránh. Né tránh không phải là sợ, gọi là sợ hãi, mà né tránh để làm gì? Không muốn phiền não, không muốn gây thêm những cái khó khăn. Mình có hai loại né tránh: né tránh sự việc, né tránh con người.